Israel tuyên bố chỉ mới bắt đầu đáp trả Hamas. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel chỉ mới bắt đầu đáp trả vụ tấn công của Hamas với các đợt không kích và tiến công cục bộ vào giải Gaza. Chúng ta đang tấn công kẻ thù với lực lượng chưa từng có. Tôi nhấn mạnh đây chỉ là khởi đầu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói ngày 13 tháng 10. Kẻ thù của chúng ta chỉ mới bắt đầu trả giá. Tôi không thể tiết lộ điều gì sẽ xảy ra, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Ông Netanyahu tái khẳng định cam kết rằng Israel sẽ tiêu diệt Hamas và giành chiến thắng. Chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ, Thủ tướng Netanyahu nói. Chúng tôi sẽ chiến đấu với kẻ thù với toàn bộ sức mạnh. Thủ tướng Netanyahu phát biểu vài giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel, IDF thông báo, các đơn vị tăng thiết giáp và bộ binh nước này tiến vào giải Gaza trong đợt tiến công cục bộ và tìm kiếm công tin. IDF tuyên bố hạ một số tay súng trong khu vực trong đó có đơn vị Hamas từng phóng tên lửa chống tăng vào Israel. Israel cũng yêu cầu dân thường Palestine lập tức rời khỏi thành phố Gaza, động thái khiến Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo. IDF thừa nhận dân thường ở phía Bắc giải Gaza khó sơ tán trong 24 giờ và quá trình này cần mất vài ngày. Nhóm Hamas ngày mùng 7 tháng 10 phóng lọt rocket rồi mở đợt tấn công phối hợp bằng đường bộ, đường không và đường biển vào Israel. Giới chức Israel sau đó phát động chiến dịch trả đũa, phong tỏa và chặn mọi nguồn cung thực phẩm, nhiên liệu và nhu yếu phẩm vào giải Gaza. Đụng độ khiến khoảng 1.300 người tại Israel thiệt mạng, 3.400 người bị thương. Tại giải Gaza, gần 1.800 người thiệt mạng và hơn 6.300 người bị thương.